Na ơi, xin chào cả nhà đi. Dạ con xin chào ông bà cô chú các bạn. Hôm nay con tin là lễ nay con 4 tuổi, hôm nay con đi chơi. Con đi chơi hả? Ok, xin chào cả nhà. Bữa nay đi dạo. Đặc biệt bữa nay chủ nhật nhưng mà ở bên Đức nó mở cửa nha cả nhà, cho nên dắt Ina đi dạo. Con bữa nay chủ nhật á cả nhà, cho nên đường vắng que nha. Đó. Ở bên đây chủ nhật là không có mở cửa nha cả nhà, chỉ có nhà hàng mới mở cửa thôi, còn tiệm quán xá là đóng cửa đó. Nhưng mà đặc biệt sắp tới tháng 12 Noel đó là sẽ mở cửa chủ nhật để cho người ta đi mua sắm quà cáp đó cả nhà. Thì hôm nay bên Đức nó mở cửa cho nên mình đi dạo nè, mình đi qua Đức nè. Bây giờ đang phải đánh cái vòng mới lên cầu được, tại vì nó đang sửa bên kia đó, nó cầu đó. Đáng lẽ là mình lên thẳng đường thẳng luôn nhưng mà giờ nó phải bắt mình chạy vòng cả nhà, bắt chạy vòng mới được lên tại nó đang sửa đường. Ôi, bên kia cả nhà thấy không, xe trắng trắng đó là cái xe di động, giống như một cái nhà vậy đó, trong đó đó. Ôi anh, nó tụ tập nó nhiều quá anh. Ôi nó đang gom trong đó quá chừng luôn. Những cái xe đó là người ta sống ở trong đó, những người đó người ta không có nhà đó cả nhà, người ta sống đó có đầy đủ hết luôn á, có giường có bếp có đồ này kia của người ta. Rồi, giờ mình đang đi lên cầu, nó sửa đường tùm lum hết trơn. Ở đây người ta sửa đường mỗi năm, họ thấy không hư gì hết cũng bươi ra sửa làm lại. Con để cái này cho. Nó chặn lại sửa đường á con. Nó sửa đó. Thấy con làm gì đâu. Thấy để bảng tới 15 tay mới xong, mới sửa xong. Wow, đẹp quá mẹ ơi. Đẹp không? Rồi lên cầu qua biên giới Pháp với Đức nha. Đây ha, kìa, dòng sông kìa. Có người ta đang ở dưới sông kìa, có tàu kìa, nó thấy không? Đó, bên đó là hướng xe Đức về, còn giờ mình đang ở hướng Pháp qua. Đó. Rồi qua tới Đức rồi đó nha cả nhà. Bên đây là Đức rồi đó. Đây. Bản châu Âu qua Đức. Đó. Đâu có đồ chơi đâu, cái này cái tàu của người ta đó. Cái đó tàu của người ta đó con, chứ không phải chơi đâu. Đó, cái treo cái cờ Đức đó, cả nhà thấy không? Đó. Cờ Đức. Rồi, chỗ này là cái bãi, ở đây có nhà hàng, em tiệm bánh nào này kia. Ina có vô đó rồi. Đó. Rồi người ta ăn uống, người ta đi dạo cả nhà. Đó. Rồi giờ mình sẽ đi thẳng thẳng vô xa nữa, vô sâu trong Đức chút xíu. Mình đi Offenburg. Thu nha cả nhà, hai bên đường là lá vàng hết trơn, thấy chưa? Đó. Mùa thu là lá vàng hết luôn, rất là đẹp ha. Lá vàng nó rụng từ từ hết, mai mốt tới mùa đông là trụi lá hết luôn. Hôm nay trời đẹp á cả nhà, lạnh thì cũng lạnh nhưng mà đều không có mưa gió, cũng sáng sủa cho nên là thôi làm xiên đi dạo. Chứ ở bên đây cuối tuần cũng không có làm gì, cũng nằm nhà thôi. Thứ bảy thì đi chợ bố mua đồ ăn đồ này kia, cơm nước giặt giũ nhà cửa. Chủ nhật thì thường thường là nghỉ ngơi, mà đặc biệt hôm nay mình đi dạo. Sắp tới rồi cả nhà, sắp tới phần buộc rồi. Rồi mình sắp vô tới thành phố phân bộ của Đức rồi. Bên đây nè có chợ Kaufland nè, nhà thấy không? Rồi bên đây thì có mấy tiệm Ben có mở cửa đó anh, đó xe quá trời mà thấy chưa, nó mở cửa mẹ quý. Làm sao mà đóng được, người ta ấy mà, người ta đi gửi giấy báo về tới bên Pháp để người ta giới thiệu bên đây người ta mở cửa mà. Rồi bây giờ mình sẽ vô dạo ở phân bộ chút xíu nha, xong rồi mình đi mấy cái tiệm kia. Nó có lạnh không? Ôi đội cái đó đâu có lạnh đâu. Đó. Bữa nay nó mở cửa hết nha cả nhà, đặc biệt không biết tại sao. Chủ nhật nhưng mà mở cửa quá chừng luôn. Đó. Thấy hạ giá quá trời luôn kìa, thấy tiệm nào cũng đưa đồ ra ngoài trước hết hạ giá nha. Có nhầm tiệm nó để 70 luôn ha. Hả?
cái đạp dính không? Này để đây làm kiểu nha cả nhà. Kiểu hết sơn này. Để làm kiểu. Bữa nay giống như chợ trời hay là chợ núi gì vậy đó không? Ta bán đồ ăn ngoài. Nhưng lâu lâu gần tới Noel là mở đặc biệt. Ờ đây chiếc này nhỏ xíu dễ thương quá Lina. Ờ chứ đúng rồi chiếc đó cho con á. Ờ chiếc này dễ thương quá. Nhỏ xíu à. Mua gì? Ở bên đây nè bắt đầu người ta bán đồ ăn đồ này kia nha cả nhà. Tùm lum hết trơn luôn. Ờ chúc mẹ cho đi. Đi lại mẹ cho đi. Đó. Quần áo người ta đem ra ngoài trước tiệm luôn. Đây có cho mấy đứa nhỏ ở đây bán bong bóng. Nè chiếc xe này đẹp mấy nè Lina, chiếc xe này có bông nè. Nè Lina, đẹp không? Đó, à, chiếc xe này để chậu bông. Chút xíu mẹ mua cho, chút xíu mẹ mua. Đây, Lina thấy mấy cái bong bóng này nằm mê rồi đó. À, 28 tới 14 này ở đây có cái gì đó nhưng mà để tiếng Đức mình không có hiểu nha cả nhà. Hả? Đây có một cây thông. Đây Elina. Rồi đi cái này cho nên mẹ mua cho một vòng là 2 đồng. Đó. Cho đi vậy mới chịu chứ thấy mấy cái này không cho đi dễ vậy nó chịu. Elina. Các bạn vô ngồi chung mày hả? Hôm nay bên đây đông vui quá cả nhà. Nó giống như hội chợ vậy ha. Ủa này nó gắn một cây thông mà nó không có gắn những cái gì trang trí cho đẹp vậy trơn hả? Gắn cây thông không nha. Không có treo gì đèn chớp tắt gì cho đẹp gì hết. Bán đồ ăn đồ cũng nhiều ghê. Elina. Nào làm ghế này chưa đưa được. Đưa cái thẻ mà mua á, tụi nó làm ghế. Lina. Rồi giờ mẹ con đang chờ đợi chụp hình. Chụp hình không tốn tiền nè. Lina cởi nón ra không? Ấy lại đàng hoàng. Dán tóc ra. Đang chụp không cho tốn tiền nè. Đang chờ đợi. Chụp này tưởng đâu đi đi tiếc mà. Nó một cái à. Chờ phóng tốn tiền còn xin thêm cái nữa. Ủa sao nó vô luôn ạ? À? Ờ thôi được rồi. Nãy bên đây vui quá hả? Có nhiều ấy vui. Chờ kìa, sắp cửa lấy hình kìa. Công nhận hình nó ra nhanh cấp kỳ. Chưa được phút nữa. Rồi ra liền.
sắp sửa. Junction. Đẹp không? Đâu đâu rồi coi. Nè, Elina với mẹ nè, đẹp chưa? Ở này là Elina một mình nè, quá trời đẹp luôn. Đi trực tiếp ha. Cho cây viết với cái đồ móc vô trong cái gì để móc vô điện thoại hay móc vô phá vậy, dễ thương hả? Với cây viết. Rồi ở đây người ta xếp hàng mua đồ ăn, đây bán đồ ăn xếp hàng. Đi con từ từ con, chút xíu mẹ mua banh chưa, mua bóng chưa, đi đi nữa coi có gì nữa không. Ăn khép nè, cho nên là giờ phải xếp hàng nè cô chú ơi, đó xếp hàng dài dài tới đằng đó để mua khép đó. Nè đứng yên nha, xếp hàng nha chưa. Đó. Thấy mấy bong bóng mình kia mê đòi nãy giờ đó, nhưng mà mẹ chưa cho mua. Bữa nay bên đây đông vui quá trời luôn à. Giờ phải mua khép cho Lina ăn cái xong rồi mới đi dạo tiếp được nha. Tiệm đồ quần áo rồi thấy hạ giá 50% bảy em quay nha. Cả nhà vô tiệm mình coi thôi, nhưng mà mình không có vô tiệm quay tại mất công, nhiều khi người ta la đó. Đó cả nhà thấy không? Trừ 50% ha. Rồi mấy tiệm khác nữa nè, kế bên nè cũng hạ giá luôn ha. Đó. Cũng coi mua đồ thì mình vô mình mua, đó, trừ 50% luôn. Trong đây nữa, đó, cả nhà thấy không? Đó. Còn tiệm này bên đây thì thấy trừ 20. Wow, cái đầm này đẹp cả nhà. Cái đầm này 60 đồng ạ. Wow, cái đầm cái áo phát màu đỏ luôn ha. Chắc mình vô mình coi tiệm này, tại vì sắp tới mình cần đi tiệc ở chỗ làm á, tiệc Noel chỗ làm á, mình cần kiếm một cái đầm để mặc đi tiệc. Cái đầm này nè đẹp quá, nhưng mà giá cũng ok 50, nhưng mà biết sao cả nhà, dài quá trời dài, mà nếu mình cắt cái dài thì sẽ hết đẹp, dài quá chừng. Bây giờ biết bao lâu mới được cái bánh khác rồi đó, ăn đi con. Ủi nóng quá chừng, bỏ đường hả? Rồi nóng quá, thở cho con đi. Đi con, mẹ vô thấy cái đầm đẹp quá chừng luôn ba, mà nó hơi dài không? Duy không có hạ giá 50, phải cái đó mà hạ thêm chút xíu nữa là mua liền. Đây tiệm á xem bên đây để coi bên đây có cái đầm nào được không. Cái tiệm kem tới giờ cũng còn bông trên cửa sổ đẹp không? Lina đi tuốt trước. Lina chắc thấy bong bóng, ta đang cho bong bóng hay gì vậy? Nhào đi nhanh. Đúng rồi, ta đang cho bong bóng. Ta cho bong bóng. Rồi có một cái đã bay lên tuốt trên nè. Trời ơi, tao cho con á hả? Ờ, ta cho buộc lại đàng hoàng để nó bay á, bóng bay. Ông này cũng đờn, hết đờn tiêu rồi. Đờn bán một CD 15 đồng. Người ai muốn cho tiền thì cho đó cả nhà. Hỏi. Thổi hay không Ina?
thấy không, ta đem ra ngoài trước đường luôn nè. Đó, dài kẹo đường, đang quay kẹo đường. Bún chay dầu thơm nữa nè. Đó, bún chay cũng dễ thương cả nhà ha, mình mua mình lấy luôn, giờ lấy. Bữa nào xịt đi, quá trời dầu thơm luôn. Đó, thích mùi nào xịt mùi đó đi, quá chừng luôn nè. Vô đây là nực nồng cả nhà ơi, quá trời dầu thơm. Dầu thơm thì Đức Pháp gì thì cũng giá cũng ngang ngửa nhau nha cả nhà. Hả? Nộ cái đó cho con người lớn á con. Ừ, cho người lớn á. Đó, mình chỉ review nhanh sơ thôi nha, không có quay kỹ đâu nha. Có hạ giá nha cả nhà. Con thử cái nào, thử nào, thử đi. Có hạ giá đó, phải nhìn kỹ lại có hạ giá. Nè, dầu thơm đó. Quá chừng dầu thơm luôn. Nào thấy đó. Dầu thơm không luôn. À. Xì. Xì màu đỏ đó, nhà mình có một chai nhỏ đó, thơm lắm. Được mấy cái người ta tặng nè ha, ta tặng. Đây được tặng đó nè, để coi thử cái hộp này gì. À, của con hả? Vô post đàng hoàng chứ bộ. À, hai cái ly. Hai cái ly hả? Đâu là ly cây, ly cây. Hai cái ly có chữ Vô post. Ly à, để uống champagne hả? Ờ, có gì. Ly để uống champagne. Này để collect xong luôn. À, để dưng vô tủ á. Vậy ly này có hai bong bóng luôn, tờ xuống rồi. Bởi vì bây giờ đâu cần mua bong bóng kia nữa đâu. Thôi đi nè, ba đi bỏ này kìa. Đi. Đi con, đi nè. Ba xách đồ. Đi nè. Bữa nay bên đây mở cửa tới 7 giờ cả nhà. Ủa bị ghép bong bóng à. Mấy tiệm ăn đồ cũng đắt quá. Ta sắp hàng mua đồ ăn đồ nhóc luôn. Mình dạo vòng vô coi đồ nhưng mà không có mua quần áo được cả nhà ơi. Có cái đầm nhưng mà không giữ gì mấy cho nên là thôi không có thử. Rồi bây giờ sẽ lên xe đi tại tiệm đằng kia nữa nha cả nhà. Cái tiệm mới xích đằng kia chút xíu. À cái cạc á hả, ok con giữ đi, con cầm đi chút mẹ coi nha. Mình dạo tiệm đằng kia chút nữa xong rồi là chiều chiều luôn rồi đó, là về đó cả nhà. Rồi đây tới rồi nè cả nhà, cái tiệm này nè. Brown Moben Center nè ha. Đó. Thứ luôn á, bàn ghế rồi nói chung là đủ thứ đồ hết á. Nó có nhà hàng ở dưới rồi có khu chơi cho con nít rồi này kia kia nọ luôn á nha. Đó, cho nên là nhiều khi mình vô trong đây cái cha con nó dạo dạo rồi mình coi những gì mình muốn đó. Bỏ đây đi, bỏ đây đi. Để con bóng đó đi. Nè, tới chỗ à. Trong đây một hồi nó cho bong bóng nữa kìa. Lấy nó rồi. Tìm đó, đồ quá trời anh đây. À. Gà gà roti á. Để mà mình vô tiệm một hồi cái mình dạo ra cái ta đóng cửa. Cho nên giờ mình mua sẵn đi. Vô ăn cái đi, ăn ăn nửa con gà. Đang đợi mua gà. Nửa con gà. Nửa con gà có 2 đồng 9 nè. Nửa con gà. Đang chờ mua gà. Ừ, ông hỏi ăn ở đây hay là đem về. Tôi biết rồi. Muốn ăn ở đây 2 cái. Ừ. Còn 1 cái bỏ vô cái đó để sắp về. À, 3 đồng bừng gà tới kìa. Đó, thấy chưa? 2 đồng 9 một phần rẻ không cả nhà? Chưa, bên Tây đâu có giá này. Chỉ có qua Đức ăn gà mới rẻ thôi nè. 2 đồng 9 có 2 miếng bánh mì với ủa nãy nó có cho đồ chấm đấy đó. Cái chớp có trong cái mâm á.
không có đều chấm hả? Đó, thấy chưa, ý ná mình biết có. Đây nè, cái này là một phần trong dĩa, dĩa nha, làm chính nha. Còn cái này là mình bỏ vô để sắp về cho con mình ba phần trong đây cả nhà. Đó. Ok. Ăn đi. Cái này để hồi chùi tay. Tưởng đâu là cho cái chết. Ăn ngoài trời lạnh luôn. Ăn ngoài trời luôn. Ghẻ mà, cho nên là đâu có vô nhà hàng. Đi nè. Đi nè, ăn không kìa. Dạ ăn không. Ăn không, bà đút đi. Ăn bà đút đi. Bà đút cho Ina đi nha. Đút cho Ina đi. Bà đút cho Ina đi. Ngon không? Ngon không? Thấy không? Đi qua tới đây hay sao chút xíu nhưng mà ăn nó ghẻ không? Trời ơi, nó nướng giòn giòn phấy luôn ha. Cái da giòn quá chừng luôn kìa. Ăn thử miếng nha. Ở cái này là xe. Thay dưới. Cái đó để chùi tay không? Chùi tay cái này nè. Đúng rồi, cái đó mình để hồi mình ăn xong mình chùi tay. Đúng không? Cái đó là giấy ướt á. Rồi bóc luôn. Ăn bóc. Ăn cái bánh mì nhưng mà mình không ăn bánh mì no à. Ăn thịt không được. Con mở cung xa cho cung sạp. Đúng rồi. Mở luôn. Rồi ba đi. Chị nay con ăn được mẹ đúng không? Nó no hả? Làm được rồi mẹ. Giỏi. Nó no hả? Ăn ít giờ. Ăn ít vậy nè. Rồi xong rồi vui đem về cho hai đứa ở nhà, đứa nữa con. Rồi là xong. Ui cái bộ da này em đâu ăn. Vậy nó ăn không con? Không chưa. Nó không hỏi thịt ăn không thì không, nhưng mà bộ da thì là ăn đã không? Nè nhìn ra. Thích ăn da gà gì đâu có tốt đâu. Thịt cũng ăn da không? Ăn bánh mì nó no cả nhà, cho nên không ăn thịt không được. Bà này nhớ bánh mì hết. Còn một con bỏ một con túi để đem về cho hai đứa kia nhà. Nửa con gà, gà. Nửa con với miếng bánh mì. Hai miếng chứ, hai mẻ. Ở bên Pháp làm gì qua giá đó. Bây giờ xin lỗi bà. Bây giờ cắt cái dằn dính áo bà đi nè. Anh muốn chùi ra bớt cái này. Rồi anh cạp cái cánh đi. Nãy anh cạp cái kia. Cánh thì nó hơi thấm nhiều, hơi mặn. Ăn xong rồi vô trong uống cà phê ha. Vô trong cái tiệm nè. Dạo. Hai đứa kia ngủ đi không đi. Ừ, gửi để thằng mình chùi tay nha. Là bây giờ lớn cả nhà. Em có chuyện riêng với nó hết trơn. Cuối tuần nhà mình giờ chỉ có hai vợ chồng với em Elina. À chứ còn con là nhỏ thôi. À chứ con là đi theo với mẹ ha. Hai đứa cứ đề nào ngủ đi không đi. Đây là mấy giờ. Ừ. Cái nó có làm một cha khi cho. Mày đút miếng nữa. Không. Ngon hả? No thiệt phải không? Mấy con cũng chùa tay. Rồi em thối anh. Em muốn no luôn rồi. Trời đất ơi. Ừ. Đây là mẹ chùa tay. Rồi còn như ban hết rồi. Ngon. Thấy mệt đi. Rồi không có đói nhiều. Hồi nãy ăn ở nhà nhiều. Đâu có đói nhiều đâu. Mà ngon đúng không gà? Ngon ha. Kem nè. 80 cent một buôn. Đó. Về mua kem. Đây nè, trong tiệm mà nó có nhà hàng ăn uống còn rất là lớn luôn á cả nhà. Đồ ăn đồ cũng ngon lắm, nhưng mà hôm nay mình không có ăn nha. Hôm nay mình chỉ uống cà phê ăn bánh thôi. Bánh ngọt nè. Đó. Cả nhà có 2 đồng 3 một miếng. Miếng bự chán luôn. Ừ. Nha thì nếu mà bây giờ chỗ cứng quá vậy.
cứng lắm mà. Nè uống nước trà nè con, trà đào. Cái này nè, trà đào. Rồi ăn kem. Quê để nó đi. Để nó đưa luôn cây viết để cho hồi điền á. Quê đi sao trả lại cho nó. Đây cho mình trả lại. Đây trái cây này con ơi. Tại vì đâu ăn nổi đâu cả nhà. Đây nè con. Người cái khăn đi ha. Hồi nãy mình mới ăn gà xong mình về vô đây uống cà phê thôi, chứ ăn trái cây ăn kem đều lặt vặt thôi chứ. Cái mùi này ngon à. Sư ghi phải không? Không. Quá trời rẻ luôn có một buôn. Rồi con buôn có 80 sen nè. Này cà phê của mẹ. Còn ở ngoài thì một đồng 3 một. Đồng 3 một buôn. Này cà phê của mẹ. Này có 80 sen. Khi nào mà đi mà ở ngoài mà không ăn gà thì vô trong đây ăn đồ ăn buổi tối. Ok. Được đó, ăn đứt. Còn bữa nay mình ăn gà ở ngoài thì giờ chỉ ăn kem uống cà phê thôi. Đẹp không? Tiệm đẹp ha, quay vòng vòng cho thấy luôn. Cái tiệm đẹp lắm, lớp nhà hàng lớp dễ sợ luôn. Ui đẹp, đã thấy rồi. Quá trời lớn luôn. Mình ăn xong rồi mình đi dạo nữa ha. Ăn giỏi đi. Lina sướng không? Bữa nay Lina sướng không? Dạ. Bữa nay chủ nhật mẹ Lina được mẹ dẫn đi chơi đi ăn rồi sướng ha. Ăn ở nhà ở ngoài không mà hồi nãy thì ăn khép nè. Xong rồi ăn gà nướng nè, xong rồi chắc là vô đây ăn trái cây nè, ăn kem nè. Ăn kem nữa không kìa? Kem nữa không? Kem trong đây rẻ anh ha. 80 xem. Đó, mà cái tiệm này là kem này nó không lên giá nè. 80 này còn giữ nguyên xưa giờ. Trời ơi, bánh ngọt của nó quá trời luôn, anh thấy bánh không? Cái nào cái đấy, miếng nào miếng nấy tổ bố luôn. Mà có 2 đồng 3 miếng á, rẻ. Nhưng mà no ăn không nổi cả nhà, tại mới ăn gà xong. Vừa uống cà phê, ăn lặt vặt này. Quá ăn đâu muốn trà đá nữa. Ừ, hồi nãy có kem du không? Mùi du không? Ừ. Đấy, mùi đế cơ. Ừ. Để có giấy cái này nữa. Cái này đường mẹ không có để. Nó mẹ không có cần. Đường với sữa mẹ đâu cần. Trong đây nó có sẵn rồi. Nó đưa kêu mẹ nó bỏ đường với sữa vô. Cái này nào, sữa con sữa. Sữa để đổ vô cà phê. Mẹ không muốn luôn tại trong đây nó có sẵn rồi. Nhưng mà người ta để vậy đó, cho ai muốn bỏ thêm thì bỏ, hiểu không? Đó. Thấy ăn sáng đồ này kia mấy cái lặt vặt cà phê bánh đồ này kia ăn bên Đức Tây rẻ bên Tây đúng không? Thay mắt không? Con nói gì? Con uống đây, con uống trà đào của con nè, IC á. Có 8 đồng à. Hai cái kem, đi cà phê, chai nước với chén trái cây 8 đồng. Mẹ. Ủa? Mẹ con uống coi chút cái này. Miếng bánh đó, trời ơi em thích lấy miếng bánh mà sợ ăn không nổi á, không hết á. Miếng bánh bự quá, có 2 đồng 3. Mình thì mình có sang. Không có sang. À mình có sang nhưng mà chắc là mình đi có 3 thôi. Hiểu không? Nhớ nhà mình có sang. Ờ ở nhà mình có sang. Rồi Lina ăn giỏi, trái cây ngon không? Ngon ha. Lina uống nước chưa? Nãy vậy thôi chưa uống nước á, đúng rồi. Anh không uống cà phê ạ? Uống đi, chừng đổ con. Rồi đổ hết bây giờ. Chừng đổ á. Ăn uống xong đi rồi mình đi dạo. Trái cây. Cháu đựng á. Mình lại mới ăn gà. Ăn lẹ đi đây dạo nha. Mẹ quay. Chỗ của mình cũng ngồi đi lại đằng đó phái leo lên cái ghế cao vậy đó. Wow, cái tiệm rất là dễ thương luôn. Đó, nhà thấy không? Trang trí rất là đẹp ha. Cô cười Linda. Trang trí rất là đẹp. Dạ để mẹ chụp hình chứ. À to. Sắp hàng quay chơi.
Hina đang quay cái chúng được cái gì. Hina phải quay mạnh lên nè. Coi cây Hina có được trúng gì không nha. Vivin là cái gì đó. Là được đó, người ta cho lượm lấy gì lấy đấy. Na lấy gì vậy? Ừ đã ta. Ồ vậy đó hả? Na quay trúng được hả? Cầm đi. Mikado. Kìa đi lấy ba lon quy. Con muốn màu nào? Người ta hỏi con muốn màu nào đó. Đăng ký sơn. Dạ. Đó thấy không, cho bánh đó, bong bóng đó. Xong rồi Hina quay trúng được cái này nữa. Thấy chưa? Ở đây là mấy tiệm nó hay làm vậy cho mấy đứa nít á. Nên là mấy đứa nhỏ vô đây không có buồn. Ôi cái tiệm này quá trời, mấy cái đồ trang trí Noel nó đẹp khủng khiếp luôn. Khủng khiếp là nó đẹp luôn. Đây nè. Trời ơi quá trời nó đẹp luôn ông ơi. Dưới ở tầng dưới này là đồ Noel nha, rồi với đồ nhà cửa, đèn rồi nữa kia, đồ nhà cửa, ghế salon rồi bên kia son nồi đồ nữa kia. À mấy cái này để ăn lẩu, mấy cái nồi này người ta ăn lẩu cả nhà. Mẹ đây có chứ không? Mẹ quay phim nha. Ôi ôi cái thông nè, đẹp không? Na thấy đẹp không? Quá trời đẹp luôn kìa. Chưa? Đó, nó còn mấy tầng lầu ở trên nữa đó. Đó. Hai cái, còn hai tầng nữa con. Hai. Nè. Tủ, bàn, ghế đồ này kia nha. Hạ giá cả nha. Thấy không? Đó, giống như cái tủ đẹp hết cả nhà, 400 mà còn 279 ha. Bữa nay tiệm này hạ giá nhiều lắm. Trời ơi, cái con ngựa đó 3.000 ấy, lưu đi Elina. Con ngựa đó 3.000 á. Đây nè, bàn ghế salon hạ giá ha cả nhà. Đó. Này mình đang ở tầng dưới á. Tầng dưới là bàn ghế salon, tủ giường này kia. Tầng trên lầu là đồ bếp. Anh qua khu này nè anh. Đi vòng vòng coi có gì rẻ không. Đó. Quý mẹ nè có. Hạ giá nhiều quá hả? Ờ im hả? Ồ giống như cái tủ này, tủ buffet nè. 129 hả? Có 129 đó, tủ buffet đó, đẹp đó chứ đâu có mắc đâu thấy chưa. Quá là cái tiệm này cả nhà thấy không? Mấy tầng luôn, thang máy à. Anh chạy xuống à. Google đường bên kia có không phải đường đó. Đó. Ui, lên đi Elina bấm mà là 1 phải không? Rồi tới lầu 1. Rồi tới lầu 1 quay. Chú. Tại bữa nay chủ nhật có ít người. Ừ, nay chủ nhật cho nên tiệm mới vắng. Đó. Hả? Thấy không? Truyền té con. Điện này quay xuống dưới nè. Nay ngày chủ nhật cho nên không có đông, chứ cái tiệm này mà cuối tuần thứ bảy là đông lắm. Chủ yếu là giờ là bán đồ Noel thôi. Lina làm người mẫu cho mẹ kìa. Quá trời cái bộ salon đẹp hết Lina. Đẹp quá trường luôn. Cái bàn của salon giờ là 1.000 euro. Bộ salon bao nhiêu? Một cái gối đó không là 191. Bộ salon chắc mấy ngàn quá. Cái bảng giá bên đây nè, thiệt mà. 9.000. 9.000. 9.148 cái bộ salon này. Trời ơi, cái này biệt thự villa mà đẹp thiệt. Nhung. Rồi Elina gặp được cái khu nhà chơi rồi. Khu nhà chơi dành cho con nít. Mà bữa có cái truyền hình chiếu phim bọt quạ nữa mà nay tắt rồi. Ừ. Thấy không? Để cho con nít nó vô đây nó chơi. Nha, đang nấu bếp hay nè. Nấu ăn hả? Thôi vậy nấu cho mẹ mầm mầm nha. Ừ.
Mẹ muốn ăn cơm. Ina nấu cơm đi. Không có cơm hả? Có bánh hả? Ao ấy. Bánh hamburger hả? Ồ, merci Lina. Có bánh hamburger luôn. Hamburger giả luôn. Rồi có gì nữa? Ồ, có xúc xích nữa. Wow, đã quá. Rồi có gì nữa không? Có xúc xích nữa. Có xúc xích nữa. Ồ, có hai xúc xích luôn. Tán tán, một trái tim. Là cho. Ừ. Để mình nấu. Một trái tim. Dễ thương à. Đây đó hả? Ôi. Lina gặp cái này nam mê rồi. Nam mê rồi phải không? Ừ. Bây giờ ông coi có thảm nào hạ giá đẹp không thì mua. Đổi cái thảm nhà quá trời lâu rồi không có đổi. Ôi quá trời thảm luôn. Đẹp đẹp không à. Giảm 60% nhưng mà phải tùy theo cái nữa. Đó, cho nên đang coi đang lựa đây. Nay chủ nhật cho nên tiệm nhắn que mới quay phim được cả nhà. Chứ hơi cuối tuần không quay được đâu, đông lắm. Rồi đó. Bàn ghế cả nhà. Bàn ghế trong tiệm này nhìn mê, đồ đẹp chất lượng nha. Mà giá thì mắc á, nhưng mà rất là đẹp. Ừ, đi đi lên lầu trên. Hả? Đi vô đây là về là muốn đổi nhà hết á. Muốn mua đồ mới hết á. À quay. Mẹ mà nãy mẹ mới chụp rồi. Muốn chụp nữa hả? Ok, à tao để về để mẹ đang quay này cái ha. Đó, thôi giờ mình đi lên trên vòng chút xíu nữa, mình dạo một chút nữa là mình về nha. Ờ, giờ đi bộ lên phải không? Ok, chạy lên đi. Ồ, cái tấm tranh cây dừa quá trời đẹp nha cả nhà. Thấy không? €500. Giá tiền 549 đồng luôn. Mà quá trời đẹp. Cái kiến quá trời đẹp luôn cả nhà. Khủng khiếp cái kiến đẹp chưa? 1.300 euro luôn. 379 luôn nữa. Ồ nhưng mà đẹp. Đẹp quá. Mấy cái này villa biệt thự để vô rất là sang. Đẹp lắm. Rồi thôi bây giờ mình xuống cả nhà ơi. Mình đi từ từ xuống để mình chuẩn bị mình đi về tối rồi. Rồi bye bye. Mình xin kết thúc clip ở đây luôn nha. Tạm biệt cả nhà nha. Đã đi dạo với nhà mình hôm nay. Bye bye. Ba của Lina đang đợi kìa. Ba Lina đang đứng dưới cửa đợi. Rồi mình đi về luôn cả nhà ơi. Bye bye nha cả nhà.